Xin chào bà con, hôm nay tôi đã trở lại rồi. Như thường lệ tôi sẽ chơi 8 game nha bà con. Bà con ơi, like và chia sẻ cho tôi nha. Có nhiều cái động lực làm nhiều game hay cho bà con. Chia sẻ bà con ơi. Yeah.